Thưa các đồng chí và các bạn, hậu quả của tai nạn giao thông là rất nặng nề, gây thiệt hại về tính mạng, tài sản của mình và của người khác, để lại những di chứng thương tật vĩnh viễn, ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc và kinh tế gia đình. Phía sau những vụ tai nạn giao thông là những bản án nghiêm khắc của pháp luật dành cho người vi phạm và bản án lương tâm rai rứt suốt cuộc đời. Anh Trương Hữu Lộc, sinh năm 1984, tạm trú ở phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Đã hơn 9 tháng sau vụ tai nạn giao thông, nhưng sức khỏe của anh, người trụ cột của gia đình, vẫn chưa hồi phục. Việc đi lại hết sức khó khăn, nên công việc để mưu sinh là chở thuê thịt heo hàng ngày ở chợ, cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình, không thể duy trì. Sau thời gian dài điều trị, cuối tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Vĩnh Long đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Anh Lộc, với vai trò là bị cáo, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi không chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng. Bị hại trong vụ án do bị cáo Lộc gây ra lại chính là đứa con gái ruột của anh, bé gái chỉ vừa hơn 4 tuổi. Vụ tai nạn xảy ra lúc sáng ngày 1 tháng 2 năm 2023, khi anh Lộc điều khiển xe mô tô chở đứa con gái mình sinh năm 2018 đi từ nhà đến trường mầm non phường 9, khoảng cách hơn 3 km. Điện thoại của anh Lộc reo. Vì sợ mất thời gian, anh lại chọn vừa chạy vừa buông một tay lấy điện thoại trong túi ra nghe. Nghe xong, anh đột ngột điều khiển phương tiện chuyển hướng rẽ trái mà thiếu quan sát, nên đã xảy ra va chạm với xe ô tô đầu kéo đang lưu thông cùng chiều. Hậu quả, cả hai cha con anh Lộc đều bị thương nặng. Không may mắn như anh, bé gái chỉ hơn 4 tuổi con anh đã tử vong do sốc đa chấn thương. Mình làm cha, mình che chở với nó không được. Lương tâm của mình nó gây gắt chừng nào mà kêu bằng không còn hơi thở nữa thì thôi, chứ còn hơi thở, còn sống làm sao mà quên được. Chạy xe đừng nên nghe điện thoại. Căn nhà ợp ẹp trên mảnh đất ở nhờ của một người quen. Do ở nhờ nên bàn thờ con cũng không có, khiến ai nhìn thấy cũng chạnh lòng, không thể cầm được nước mắt. Thu nhập chính của gia đình chỉ nhờ vào tiền lương của vợ từ công việc ở một công ty may, nhưng do không có đơn hàng, không được tăng ca, vì vậy thu nhập cũng không được ổn định. Trung bình mỗi tháng chỉ khoảng 5 triệu đồng. Cha nó chở đi học á, rồi người ta mới lại hỏi đồ thì cũng như thường ngày, cũng điện hỏi vậy thôi, cũng không có gì. Mà vừa điện hỏi xong thì nghe nói bị tai nạn, điếng hồn luôn. Xuống dưới tới hồi chở bị hồi cha nó bị gãy giò, cháu thì bị mất, đau lòng lắm cô ơi. Trường hợp của anh Trương Hữu Lộc, tai nạn thương tâm nhất khi người vi phạm chính là cha ruột của nạn nhân. Việc sử dụng điện thoại khi lái xe dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao, kéo theo các lỗi vi phạm khác như qua đường không quan sát, đèn đỏ không dừng lại, chuyển hướng không đảm bảo an toàn. Thông qua phóng sự này, tôi mong rằng mỗi người dân khi tham gia giao thông phải thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, đó là sự tôn trọng, sự hiểu biết và sự chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cũng như đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và cho người khác. Thực tế, khi đang lái xe mà có cuộc gọi, nhiều người đã không dừng lại mà chọn cách buông một tay lái để lấy máy nghe ngay lập tức, trong khi vẫn lưu thông trên đường giữa dòng xe đông đúc. Đáng trách hơn là có trường hợp sử dụng điện thoại không phải nghe gọi phục vụ công việc mưu sinh, mà chỉ để chụp ảnh, nhắn tin hoặc là lướt mạng xã hội giải trí, thậm chí là xem phim online. Cho rằng việc nghe điện thoại khi đang lái xe là một cách để tiết kiệm thời gian hoặc khi gặp chuyện vội vàng. Qua đây, chúng ta càng thấy rõ, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào quan trọng bằng sức khỏe tính mạng của con người. Vì vậy, mọi người khi tham gia giao thông, tuyệt đối không được sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông trên đường. Qua phóng sự này, sẽ là bài học lớn cho tất cả những người tham gia giao thông. Hãy chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông với tinh thần thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn.